này thiện hiện ngoài việc hơn cả bốn trọng tội mà bí xô kia phạm tội của bồ tát này hơn cả tội năm vô gián cũng vô lượng lần vì sao này thiện hiện vì đại bồ tát ấy sự thật chẳng thành tựu công đức thù thắng mà chỉ nghe ác ma nói danh hiệu thành phật liền tự ngạo mạn khinh bồ tát khác vì vậy tội này hơn tội năm vô gián vì vậy này thiện hiện nếu đại bồ tát muốn đắc quả vị giác ngộ cao tột thì phải hiểu biết rõ lời nói về danh hiệu hư vọng như vậy là ma sự vi tế lại nữa thiện hiện có đại bồ tát ẩn cư ở núi rừng nơi đồng hoang đầm vắng một mình ngồi yên tu hạnh viễn ly khi ấy có ác ma đi đến chỗ của vị ấy cung kính khen ngợi công đức viễn ly nói thế này lành thay đại sĩ có thể tu hạnh viễn ly như thế hạnh viễn ly này tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đều cùng khen ngợi trời đế thích các trời thần tiên đều cùng bảo vệ cúng dường tôn trọng nên thường trụ ở nơi đây chớ đi nơi khác này thiện hiện ta chẳng khen ngợi các đại bồ tát ở chỗ thanh vắng nơi đồng hoang núi rừng ngồi yên tư duy tu hạnh viễn ly bấy giờ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn nếu phật chẳng khen ngợi người ở nơi thanh vắng trốn đồng hoang núi rừng bỏ các đồ nằm ngồi yên tư duy công đức viễn ly thì các đại bồ tát nên tu những hạnh viễn ly nào khác cúi xin ngài dạy hạnh viễn ly thủ thắng cho các đại bồ tát phật dạy này thiện hiện chư đại Bồ Tát hoặc ở các nơi thanh vắng như núi rừng đầm vắng, đồng hoang hoặc ở chỗ phức tạp ồn ào như thành ấp xóm làng kinh thành thì chỉ có thể viễn ly ác nghiệp phiền não, còn viễn ly tác ý thanh văn độc giác, siêng tu bát nhã ba la mật đa và tu các công đức thủ thắng khác, đó gọi là hạnh chân viễn ly của Bồ Tát này thiện hiện hạnh viễn ly này tất cả như lai ứng tránh đẳng giác cùng khen ngợi hạnh viễn ly này tất cả như lai ứng tránh đẳng giác cùng mở bày chấp nhận này thiện hiện hạnh viễn ly này các đại bồ tát thường phải tu học hoặc ngày hoặc đêm phải tránh tư duy tinh tấn tu hành pháp viễn ly này đó gọi là hạnh viễn ly của bồ tát